Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 11 từ câu 1 đến câu 30. màu nhiệm nước trời. Ra chỉ thị cho 12 môn đệ xong, Đức Giêsu rời chỗ đó, đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị trong miền. Câu hỏi của ông Gioan Tẩy giả và câu trả lời của Đức Giêsu. xu Ông Gioan lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Kitô làm, liền sai môn đệ đến hỏi người rằng: "Thưa thầy, thầy có thật là đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?" Đức Giêsu trả lời: "Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe, người mù xem thấy, kẻ què đi được, người phong được sạch." kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe tin mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi. Họ đi rồi, Đức giê -xu bắt đầu nói với đám đông về ông Doan rằng, Anh em ra xem gì trong hoang địa? Một cây sậy vất phơ trước gió chăng? Thế thì anh em ra xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? kìa những kẻ mặt gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua thế thì anh em ra xem gì một vị ngôn sứ chăng đúng thế đó mà tôi nói cho anh em biết đây còn hơn cả ngôn sứ nữa chính ông là người kinh thánh đã nói tới khi chép rằng này ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con người sẽ dọn đường cho con đến Tôi nói thật với anh em, trong số phạm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Doan tẩy giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông. Từ thời ông Doan tẩy giả cho đến bây giờ, nước trời phải đương đầu với sức mạnh. Ai mạnh sức thì chiếm được. Cho đến ông Doan, tất cả các ngôn sứ cũng như lề luật đều đã nói tiên tri và nếu anh em chịu tin lời tôi, thì ông Doan chính là Elia, người phải đến. Ai có tai thì nghe. Đức giê phán đoán về thế hệ của người. Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ, gọi lũ trẻ khác. Và nói, tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa, tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không đắm ngực khóc than thật vậy ông do an đến không ăn không uống thì thiên hạ bảo ông ta bị quỷ ám còn người đến cũng ăn cũng uống như ai thì thiên hạ lại bảo đây là tai ăn nhậu bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi nhưng đức khôn ngoan được chứng minh bằng hành động khốn cho những thành đã chứng kiến các phép lạ mà không sám hối bấy giờ người bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ người làm mà không sám hối khốn cho ngươi hỡi khorazin khốn cho ngươi hỡi bethsaida vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại tia và sidon thì họ đã mặc áo vải thô rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối. Vì thế, ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, thành Tia và thành Sidon còn được sự khôn hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi ca phát na âm, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư. Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại sơ đơm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vì thế, ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, đất sơ đơm còn được sự khoan hồng hơn các ngươi. Chúa cha và người con Vào lúc ấy, Đức Giêsu xu cất tiếng gọi lạy cha là chúa tể trời đất con xin ngợi khen cha vì cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn vâng lạy cha vì đó là điều đẹp ý cha cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi và không ai biết rõ người con trừ chúa cha cũng như không ai biết rõ chúa cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho hãy mang lấy ách của tôi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề hãy đến cùng tôi tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng vì ách tôi êm mái và gánh tôi nhẹ nhàng. Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa.